inside from my soul. What's up everyone, chào mừng mọi người trở lại với cả YouTube channel của ông Bê Giày. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc, cũng là nơi mình từng sinh ra và lớn lên. Sau 17 năm thì mình đã trở lại để đón Noel và năm mới cùng với cả toàn thể gia đình của mình bên này. Nhân cơ hội này thì mình cũng đã đi lang thang ở trong phố cổ thành phố Praha và xem qua một số tiệm cửa hàng giày, và mình đã tìm được một cái cửa hàng gọi là Food Shop. Food Shop thì là một cái cửa hàng từng bán hàng bán giày online. Sau đó thì họ đã mở được cửa hàng chính thức ở bên trong cái thành phố cổ của Praha. Và mình cũng đã vô tình vào được cái cửa hàng này và mình đã thấy một cái đôi giày rất là đặc biệt. Cái may mắn hơn là mình có biết một người bạn cũng làm quản lý của cái cửa hàng này, nên mình đã được giảm giá và mua cái đôi giày đặc biệt này với một cái giá hết sức là steal. Bây giờ thì mình sẽ cùng mọi người xem bên trong cái hộp giày này sẽ có những cái gì nha. Và đây là cái chiếc hộp giày của đôi giày đặc biệt mà mình muốn nói tới. Đôi giày này đến từ hãng Kangaroos. Kangaroos đến từ một công ty sản xuất giày thủ công của nước Đức với chất liệu da cao cấp. Và đặc biệt hơn nữa thì đôi giày này được kết hợp với cả Food Shop. Đây là một bản collab đầu tiên giữa công ty sản xuất giày Đức với cả Food Shop. Ở trên cái hộp giày này thì mình có thể thấy được cái logo của Kangaroos và logo của Food Shop. Thì bình thường cái logo Food Shop thì có chữ S ở giữa, và lần này họ đã thay chữ S bằng số 5 để thể hiện sự kỷ niệm 5 năm thành lập của cửa hàng Food Shop ở Cộng hòa Séc. Xung quanh thì mình có thể thấy được dòng chữ The City of Hundred Spires, tức là thành phố của hàng trăm ngọn tháp. Đó cũng là một cái nét đặc trưng của Praha, thành phố cổ điển và cũng là thành phố lãng mạn nhất châu Âu. Ở đây mình có thể thấy được Kangaroos Food Shop Flip và size giày mà mình đã mua, đó size 43. Đó cũng là size true size của mình. Ở đây thì có một cái logo khác nữa thể hiện sự kết hợp giữa Kangaroos và Food Shop. Có thêm một vài chú thích rằng kiểu đôi giày này được sản xuất dành cho friends and family, với cái màu sắc của cái đôi giày này được lấy cảm hứng từ cái thành phố cổ của Cộng hòa Séc. Và ở đây họ cũng ghi đây là một cái viên gạch đầu tiên đánh dấu cái sự kết hợp giữa hãng giày đến từ Đức và Food Shop của Cộng hòa Séc. Họ viết ở dưới mình họ cũng rất vui vì mình là một trong những người đầu tiên sở hữu phiên bản collab đầu tiên này của họ. Bây giờ mình sẽ cùng nhau xem bên trong cái hộp giày có những gì nha. Thì bên trong hộp giày sẽ có một cái giấy chứng nhận của công ty Hummel Shoe Manufacturer. Sorry mọi người vì đây là viết bằng tiếng Đức nên mình đọc có thể không được chính xác lắm. Nhưng mà cái công ty này chính là công ty chuyên sản xuất giày cao cấp ở nước Đức và gia công hoàn toàn thủ công. Bên dưới thì có chữ ký của người sáng lập ra cái công ty này, đó là Bernd Hummel. Tiếp theo là bên trong này sẽ có một cái hình được vẽ vector. Trên này có ghi tất cả các cái chất liệu mà làm nên đôi giày này. Phần đây sẽ ghi là phần upper được làm bằng da bò, phần insole thì cũng được làm bằng da, và phần lining cũng là bằng da, và phần sole thì được làm bằng chất liệu phylon và cao su. Và đây chính là đôi giày mà mình muốn nói tới. Thực sự mình rất thích cái đôi giày này, vì khi mình nhìn thấy đôi giày này trong cửa hàng Food Shop thì mình đã muốn mua ngay lập tức. Phần upper thì được làm hoàn toàn bằng da, vừa là da và da lộn. Đây mình có thể thấy được cái logo của Kangaroos. Cả hai bên đều có hình chú kangaroo. Ở phần lưỡi gà mình có thể thấy là có logo của Kangaroos và Food Shop. Đó cũng là phần đặc biệt ở cái bản collab này. Và một phần đặc biệt hơn nữa
là ở phần gót của hai đôi giày, mình sẽ có thể thấy được là bên trái thì sẽ có logo Kangaroos và Footshop. Bên phải chính là phần khắc của Bảo tàng Quốc gia của Cộng hòa Séc. Nhìn ra cái quảng trường như người Việt Nam thì thường gọi là quảng trường con ngựa, nhưng theo tiếng Séc thì nó là Václavské náměstí. Thì đây cũng là một cái biểu tượng rất là đặc trưng của Cộng hòa Séc, ai tới đây cũng phải tới xem rồi chụp hình check-in. Phần này là phần mình vô cùng thích ở cái đôi giày này. Phần aglet của đôi giày mình có thể thấy là nó được làm bằng kim loại mạ vàng hoặc là đồng gì đó. Phần màu sắc chủ đạo của đôi giày này cũng được lấy cảm hứng từ cái bảo tàng quốc gia của Séc, với màu chủ đạo là màu vàng nâu và màu xanh. Màu vàng nâu chính là màu chính của cái bảo tàng, và cái phần màu xanh như mọi người có thể thấy ở đây thì là được lấy cảm hứng từ những cái phần mái, phần chóp của bảo tàng. Đó cũng là cái phần vô cùng đặc biệt của cái đôi giày này. Phần đế này được làm bằng chất liệu phyllon và cao su. Một bộ đế khi mình bấm vào thì cảm thấy rất là cứng cáp và chắc chắn. Và ngoài ra phần đặc biệt hơn nữa thì cái đôi giày của Kangaroos này sử dụng bộ đệm DynaCoil. DynaCoil là một công nghệ được phát triển bởi NASA với mong muốn của họ là muốn đem cho cái người đi cái đôi giày này có một trải nghiệm giống như những phi hành gia đi ở trên mặt trăng. Và đó cũng là một cái phần hết sức đặc biệt mà mình hết sức thích thú với đôi giày này. Ngoài ra bên trong phần insole thì mình cũng có thể thấy được là nó được làm hoàn toàn bằng da, và ở phần gót thì nó làm bằng da lộn và cũng có in khắc logo của Footshop và Kangaroos. Phần lining cũng được làm bằng da, phần da lộn. Bên trong lưỡi gà mình có thể thấy là, để mình sẽ tháo dây giày ra để cho mọi người thấy rõ hơn. Trời hơi lạnh nên là cầm nó hơi cứng. Thì mình có thể thấy được là nó ghi là handcrafted in Germany, tức là đôi giày này được hoàn toàn gia công thủ công tại nước Đức. Và cái 824-8743. À ok, thì bây giờ mình mới thấy cái số bên trong này, cái số 182/487, tức là thể hiện đôi giày này là đôi giày thứ 182 trên tổng số 487 đôi giày trên toàn thế giới. Wow. Cool. Ok. Để mình xem bên phía chân trái có như vậy không. Ok, thì nó chỉ thể hiện bên một bên thôi. Bên trái thì cũng chỉ ghi là handcrafted in Germany. Ở đây mình cũng phát hiện ra có một cái điều khá là hay, vì mình nghe nó hơi sột soạt. Thế như là phần này có thể bóc được. Yeah. Phần này là một cái túi để mình có thể đựng cái đồ gì đó, giống như là mấy cái wipes để mình làm sạch giày chẳng hạn. Cái mình cũng đã tìm hiểu ở trên trang web thì họ cũng nói đây là một trong những cái đôi giày đầu tiên tích hợp thêm túi ở trên đôi giày, mà mình nhìn bên ngoài mình không thấy một túi nào hết, nhưng khi mình mở bên trong thì cả hai bên đều có ngăn để mình có thể chứa được các cái khăn giấy lau làm vệ sinh giày. Ok, điểm này là điểm khá đặc biệt mà bây giờ mình mới phát hiện ra. Đây, về tổng thể thì đây là một đôi giày hết sức đẹp mà mình đã cóp được tại Footshop ở Praha trong chuyến đi thăm gia đình của mình. Ok, ngoài đôi giày ra thì bên trong hộp giày còn có một vài thứ khác nữa. Họ tặng thêm cho mình cái sticker của đôi giày Kangaroos, một cái sticker khác là phần collab giữa Footshop và Kangaroos. Thứ ba là họ tặng cho mình một cái pin. Mình lại là người rất thích sưu tầm pin, mà họ lại tặng cho mình một cái pin này, nên là đây là điều mình rất là thích. Có thể sẽ bóc ra để xem. Yeah, phần pin này thì được làm bằng kim loại. Yeah, rất đẹp mắt.
Và thứ tư cái và thứ cuối cùng đó là theo như họ nói thì trong này sẽ có một cái dây mình sẽ bóc ra để cùng xem là bên trong này như thế nào. Oh wow. Ok, và họ tặng cho mình một bộ dây được làm hoàn toàn bằng da. Yeah. Ok, và đó là tất cả những thứ mà mình muốn nói về cái đôi giày này. À, có lẽ đây chính là đôi giày đặc biệt nhất mà mình đã cóp được ở Praha. Cũng có thể nói là đây là quê hương thứ hai của mình. Sau cái vlog này mình sẽ làm vài cái vlog nữa để cho mọi người cùng xem là trong cái chuyến đi thăm gia đình này mình đã đi đâu và làm những cái gì. Và cái vlog này đến đây có lẽ là hết rồi. Một lần nữa thì mình là Ven, mình chuyên review những thứ liên quan đến đời sống, công nghệ và đặc biệt những thứ liên quan đến giày sneaker. Nếu bạn thích cái video này thì hãy để một dấu like, subscribe và bấm chiếc chuông bên cạnh để nhận notification mỗi khi mình ra video mới. Peace out.